Diễn viên Grace Russell đã được chọn vào vai John Walker trong Falcon and the Winter Soldier, người mà sau này sẽ được lựa chọn để kế nhiệm vị trí đội trưởng Mỹ Captain America. Mặc dù vấp phải ý kiến rằng hóa thân thành Captain America phiên bản lỗi, nhưng nam diễn viên lại chẳng mấy quan tâm, bởi anh cũng không phải lính mới của Hollywood mà đã có trong tay hàng loạt vai diễn khác. Chưa kể, Russell còn là con trai trong gia đình quyền lực nhất nhì làng giải trí Mỹ. Nhiều khán giả tò mò đã bất ngờ khi nhận ra Grace Russell không hề xa lạ. Trước khi trở thành đối thủ của Falcon và Winter Soldier, thì phiên bản Captain America 2.0 này cũng đã từng ghi dấu vào loạt vai diễn ấn tượng, đặc biệt là gây thương nhớ qua ngoại hình lãng tử siêu quyến rũ. Con trai cưng chưa đầy 10 tuổi đã theo bố tham gia diễn xuất. Cha của anh là tài tử Kurt Russell, đóng phim hành động đình đám thập niên 1980. Con mẹ anh là một đại minh tinh Goodyear House với vẻ đẹp cá tính, dẫn đầu xu hướng khiến bao người mê mệt. Không chỉ có phụ huynh cực phẩm mà hai anh chị cùng mẹ khác cha của Wyatt cũng rất nổi tiếng, đó là Oliver Hudson và nữ diễn viên sexy Kate Hudson. Sinh ra trong một gia đình uy quyền của giới giải trí, Wyatt nghiễm nhiên có một vé để bước chân vào Hollywood dễ dàng. Bộ phim đầu tiên Wyatt tham gia là từ khi anh mới 1 tuổi. Đến khi lên 10, anh tiếp tục tham gia vào Escape from LA, sau đó là Escape from New York và Soldier, bản gốc của Mortal Kombat. Bản thân anh cũng không thực sự định hướng trở thành diễn viên mà muốn theo đuổi lĩnh vực thể thao, cụ thể là khúc côn cầu, bộ môn yêu thích trong thời gian học đại học. Thực tế, Grant Russell từng làm vận động viên thi đấu ở giải NCAA cho đến khi dừng lại hoàn toàn sau một chấn thương nguy hiểm. Xuất phát điểm tốt nhưng sự nghiệp vẫn hoài lận đận. Trước The Falcon and the Winter Soldier, Grant Russell đã trải nghiệm rất nhiều vai diễn khác nhau, xuất hiện đều đặn trên cả truyền hình và điện ảnh. Grant Russell đã tham gia nhiều bộ phim như Black Mirror, Lodges 49 và gần đây là The Good Robert. Tuy nhiên, các vai diễn đều không để lại ấn tượng trong lòng khán giả, phong độ, lãng tử và gia thế khủng không thể giúp anh có một vai diễn thành công. Phải đến 22 Jump Street, bộ phim hài đình đám có Channing Tatum và Jonah Hill đóng chính, Quyết mới gây được ấn tượng với khán giả bằng lối diễn tương tự, hài hước, thú vị, hóa thân thành công vào một nam thanh niên trẻ tuổi. Và để ý kỹ có thể thấy diện mạo của Quyết không hề xấu mà ngược lại, vô cùng phong độ, lãng tử, bởi anh thừa hưởng gen trội từ bố mẹ đại minh tinh, đôi mắt long lanh cùng gương mặt góc cạnh, mái tóc bồng bềnh. Quá thực lần đầu nhìn gương mặt của Russell, dù không phải quá điển trai nhưng cũng đủ thu hút ánh mắt của mình. Nhìn anh phong độ không kém gì các tài tử Hollywood khác. Thế nhưng khi thủ vai Captain America, anh lại bị khán giả phàn nàn là phiên bản lỗi. Đây có thể là do Marvel tạo hình nhân vật không được chỉnh chu, khiến nhân vật John Walker bị dìm tơi tả. Bộ râu vốn rất ăn nhập với đôi mắt xanh, mái tóc bồng bềnh giúp định hình phong cách của Wyatt bỗng dưng bị cắt phăng trong phim, khiến ngoại hình lãng tử của anh bỗng trở nên lạ lẫm, thiếu hụt điều gì đó. Bên cạnh đó, vai diễn Captain America vốn đã đóng đinh với tên tuổi của Chris Evans, nay được thay thế sau nhiều năm có thể khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng. Khi đã quá quen với hình ảnh của tài tử Chris Evans, người xem khó có thể chấp nhận ngay một người khác thay thế. Nói tóm lại, Grant Russell là một nam diễn viên không phải dạng vừa và có thực lực, nên thay vì chê bai, chúng ta hãy chờ xem anh có thể làm gì để biến Captain America trở thành của riêng mình. Captain America Fake hứa hẹn bùng nổ cùng kịch bản sáng tạo. Việc thừa kế danh hiệu của một siêu anh hùng nổi tiếng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thậm chí, dù nó là một sự kiện được giới thiệu một cách chính thức, cũng sẽ ít nhiều nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi John Walker phải nhận sự căm ghét lớn như vậy từ khán giả. Điều đáng buồn là bản thân nam diễn viên Grant Russell cũng đang bị chịu ảnh hưởng bởi những lời nhận xét tiêu cực trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Dẫu vậy, tinh thần của Russell hiện tại vẫn đang rất tốt và không có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực. Anh thậm chí còn tích cực tìm kiếm các ảnh meme mà người hâm mộ đã làm như việc ghép ảnh John Walker với nhân vật của gia Carl Fredrickson nổi tiếng trong bộ phim Up. Russell cho biết trong một buổi phỏng vấn gần đây với The Variety, "Tôi không sử dụng mạng xã hội, nhưng tôi có khá nhiều thứ không hay ho về bản thân được gửi đến bạn bè. Một trong những cái thú vị nhất là ông bạn trong phim Up với thế mẫu của Captain. Cái này đúng là không thể tưởng tượng được. Ý tôi là ai đã làm ra cái hình đó, xứng đáng được trao huy chương. Thật là quá đỉnh, mọi người chỉ đơn thuần là ghét nhân vật này, họ rất căm ghét anh ta. Thật là vui khi được trở thành bao cát của Marvel trong một thời gian ngắn." Mặc dù khá vui vẻ về những phản ứng của khán giả với nhân vật John Walker của mình, Russell cũng biết rằng việc tham gia MCU với tư cách người thay thế Captain America do chính phủ chỉ định thì sẽ gặp rất nhiều áp lực. Và anh còn hé lộ rằng những gì khán giả sẽ thấy sắp tới trong The Falcon and the Winter Soldier có thể thay đổi một chút góc nhìn của khán giả về John. Trong thế giới của John, anh rất ngưỡng mộ Steve Rogers và muốn thể hiện điều đó. Khi bạn thấy John đang trở thành phiên bản khác của Steve, đó có phải thực sự là con người của anh ta? Hay chỉ là cố gắng hóa thân thành một người khác của John?
Tôi nghĩ những gì bạn đang thấy lúc này là cuộc chọn con của John giữa việc làm sao tôi có thể chính là bản thân mình nhưng cũng phải hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ. Nhiều khán giả của The Falcon and the Winter Soldier hy vọng nhân vật John Walker sẽ có đất diễn sáng tạo hơn nhiều so với bản gốc. Trong truyện tranh, anh chàng này không giữ được danh hiệu Captain America lâu dài. Còn ở series hiện tại thì nhà sản xuất Michael Spearman đã xác định John Walker có tuyến nội dung mới. Đúng là John chưa hóa phản diện ở hai tập phim đầu, thậm chí còn gây thương cảm nhất định, nhưng về sau ra sao thì phải chờ biên kịch tung twist. Bản thân Wyatt Russell rất hài lòng và có niềm tin tích cực vào sự hợp tác với Marvel. Trong một lần phỏng vấn với USA Today, anh bày tỏ niềm vui khi được người xem hào hứng tranh luận thích hay không thích. Anh vui vẻ cho rằng, phim ảnh sinh ra là để chúng ta cảm nhận và bộc lộ cảm xúc. Tôi hy vọng trong bộ phim này cũng vậy, khán giả có thể ghét John Walker rồi sau đó yêu mến và nhung nhớ nhân vật. Nếu được ghét trong vũ trụ điện ảnh Marvel thì còn vinh dự cho tôi quá, đây thực sự là một vai diễn đáng nhớ. The Falcon and the Winter Soldier hiện đang được phát sóng vào thứ 6 hàng tuần trên Disney Plus. Cùng đón chờ màn trình diễn của Wyatt Russell trong tập phim sắp tới để biết John Walker làm đội trưởng Mỹ như thế nào nhé.